tiếp nối những câu chuyện mùa xuân và tình yêu. Gõ Cửa Ngày Xuân lại tìm đến những nghệ sĩ nổi tiếng, lắng nghe những hoài niệm về mối tình đầu, về những ký ức không thể nào quên mà tình yêu mang lại cho họ, làm nên tâm hồn người nghệ sĩ. Với chủ đề Thương Ai Nhớ Ai, mời quý khán giả cùng thưởng thức những bản tình ca ngọt ngào, ca ngợi vẻ đẹp của tình yêu, gợi lại những kỷ niệm tươi đẹp của một thời thanh xuân. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ Ngọc Sơn, Quốc Đại, Lâm Vũ, Tuyết Mai, Phương Trinh Jolie. Đón xem những câu chuyện thương ai nhớ ai trong Gõ Cửa Ngày Xuân, phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Năm, ngày 22 tháng 2 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1.